có chợ đầu mối Môn. Xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cá biển, cá đồng tại vựa cá lớn nhất chợ đầu mối Hóc Môn nha quý vị. Đây là vựa cá hay hậu. Bây giờ là 3 giờ sáng ngày 24 nha quý vị, ngày 24 tháng 12 năm 2023. Đây là đường số 4. Bây giờ này là 3 giờ sáng, thành ra là bạn hàng đi chợ rất là đông nha quý vị. Thì đây là cổng số 3 nha quý vị. Giữa cá hai hậu là đối diện với cổng số 3 chợ đầu mối Hóc Môn, nằm trên đường số 4. Thì hôm nay bắt đầu là ở đây là như là họ ở đây là như là cái cá về rồi đó, giờ chuẩn bị để bán đó quý vị. Đó, giờ em nó đang bày ra nè. Cái cá này cái gì đây? Đổ ra coi. Mó hả? Mó này nhiêu ký? 60. Cá mó 60.000 đồng một ký nha quý vị. Cá mó 60.000. Rồi tiếp tục cái gì nữa đây? Mó nữa. Ủa khác hay loại? À loại 60.000 quý vị. 60.000 cá mó từ rối luôn. Thì ở đây là giấy phép thế rồi hóa đơn đỏ đầy đủ luôn. Đây là công ty nha quý vị. Còn cá đó cá hường hả? Cá hường nhiêu? 50. Cá hường 50.000 một ký, cá mó 60.000 đồng một ký. Quý anh chị em mà làm bên cái sức ăn công nghiệp không quý vị, mà mua hàng mua mà cần hóa đơn đỏ thì lại đến đây mua cá nè. Rồi ở đây là hầu như là thấy mình thấy đủ loại hết nha quý vị. Rồi ở đây có cái dịch vụ là mà làm cho mình luôn sạch sẽ luôn. Thì trên màn hình video các bạn đang xem là có có cái số điện thoại của hai hậu á quý vị, là chủ vựa, mình liên hệ trực tiếp để mua bán luôn. Đó, em hỏi có làm không cô, để đây là mua cá là em nó làm sạch bách cho mình luôn. Bây giờ là mới có dọn hàng cái gì, để dọn ra tới đâu á mình thấy cái gì mình hỏi cái đó mình cập nhật cho bà con. Cá lóc nè, cá lóc là nhiêu em? Cá lóc là nhiêu ký ạ? 45.000. Ồ, cá lóc có 45.000 quý vị. Con này nửa ký 6-7 lạng à, chứ còn không có lớn. 65.000 đồng, 45.000 đồng một ký. Cá ngừ bò đó nhiêu à? 50 hả? Hả? 60. Ngừ bông hả? Bông 50, bò 60. 63.000 con. Cá ngừ bông 50.000, cá ngừ bò 60.000. Một ký. Ủa còn cái này là cá nục hả? Cá tráo. Cá tráo là nhiêu? 45.000. Cá tráo 45.000. 45.000 một ký cá tráo nha quý vị. Đó, người ta đi mua hàng đó quý vị. Má xa nhiêu em? 37 ông giá chú còn không biết đâu. Hỏi để review cái giá giờ đâu có gặp ổng ổng đâu. Ông chủ ổng đi cất xe ổng chưa ấy. Thì bán giá nào nói giá đó đi. Ừ, 38.000. Thì đương nhiên cá điêu hồng ngọt 40.000. Cá ba sa 38.000. Thì ở đây là bán sỉ mà quý vị, khám mua nhiều là rẻ à. Dễ vậy á. Cá điêu hồng ở đây là nhiều loại lắm nha quý vị.
À, rẻ nhất tới mắc nhất là nhiêu? 45.000 tới 60.000. Cá điêu hồng tươi nha nha quý vị, cá điêu hồng còn sống á. 45.000 tới 60.000 đồng một ký. Thì con mà ở đây mà nhỏ nhất là cũng nửa ký quý vị. Được lớn nhất là ký mấy á? Đó, ông chủ á, ông chủ tới á. Ông chủ á. Nếu mà ở đây chạy đầu mốt mà ông nào giỏi là ông đó ông chủ à, chào ông chủ. Đó, đây là ông chủ nè, cứ liên hệ mua quán cứ trực tiếp gặp ông này là gọi điện thoại trên màn hình video là gặp anh này anh chủ rồi. Anh chủ đó. Hay hậu á. Ở đây là, thì cái giá của mình cũng mang tính tham khảo nha quý vị. Tại vì chợ mà với lại thịt cá mà ngày nó ăn giá. Cái thời điểm này nó là giá này, nhưng mà mình cứ mình gọi mình mua á. Mình mua cái thời điểm đó giá nhiêu là ở đây là ảnh bán nhiêu rồi. Đây là một bay ra. Cá lóc này, cá lóc bự nè, còn cả ký lô nè. Cá lóc lớn này có 50 hả? À, cá lóc 1 ký lô một con nè, 50.000 đồng quý vị. Ký máy đúng rồi, ký máy. Ồ. Cá rô nữa nè. Nè hôm nay mới thấy cá rô nè. Đúng rồi, cá rô. À, cá rô bơi qua đây nè. Cá rô, cá trê, lươn. Cá trê với lươn này như mẹ hậu. Cá trê 35 hả? Lương như lương 100 hả? À, cá trê này 35.000 nè quý vị. Trê phi. Lương này là 101. Lương đó quý vị. 101. 101. Đây là trê vàng. Trái vàng với ếch nhiêu không hay không? Trái vàng với ếch á. À, trái vàng là 60. Đó. Còn đây là ếch. Ếch là 65.000 đồng một ký. 60-65. Thì ở đây cái giá thì cũng mang tính tham khảo nha quý vị. Còn mình mua thì mình mua là cứ trực tiếp gọi với dựa nha quý vị. Thì nó cái giá nó ở cái thời điểm đó đó. Nó mắc nó rẻ cái thời điểm mình mua là nó chính xác hơn. Còn mình đọc giá bây giờ thì mang tính tham khảo cái gì. Ba giờ sáng. Ô, cá này cá gì nữa, cá chạch quế hả? Chạch quế nhiêu hả? Trăm. Chạch quế hả? 90.000. Chạch quế 90.000. Đã đèo đôi ngón tay vậy. Đúng rồi, 90.000. Thì cứ mua thì cứ ở đây chợ đầu mối không ngon mà, thì cứ mua nhiều là rẻ. À, mua nhiều là rẻ. Còn cá rô, cá rô này mới thấy cá rô loại nè. Cá rô nhiêu nhiêu? 50.
55 à, mang về là 50, tự mình mang về mình mà ngắm cái gì 50.000. Đây nè, cá rô nè. Ồ, cá rô có nửa ký một con hả trời. Cá rô á mang về á là 50.000 mà 55.000. Đây là cá cắm cỏ. Cắm cỏ còn mấy ký coi, cắm cỏ 80.000 một ký ra. Con 5 ký, 6 ký, 4 ký. 5 ký, 6 ký rồi con, có cá chép cũng vậy hả? Chép thì 60, chép giòn 120. À, chép giòn 120. Chép thường 60.000 một ký. Quá chết không cái gì. Cá thấp cỏ 5, 6 ký một con nha quý vị. Ôi cá rô này, cá rô nửa ký á. Lớn lắm. Thấy vậy chứ lớn lắm nha quý vị. Bằng cái điện thoại vậy. Đây là cá không hả quý vị? Mấy cái hồ. Đi vô coi cái hồ anh coi đừng cá cái gì. Đó cái gì. Mời quý khán giả vô đây xem. Ôi cá đẹp không? Hồ luôn. Cái dừa cá này là lớn nhất ở đây quý vị. Ở đây không có còn cái dừa nào lớn bằng đây nữa. Đó. Dữ dằn không? Có hú rồi nha. Dữ dằn. Thì cũng xung quanh có mấy loại cá đó quý vị. Mình cập nhật cho người tiêu dùng biết được cái giá cá tại chợ đầu mối Hóc Môn là bán như thế nào quý vị. Rồi cũng đồng thời là chia sẻ cái giá cá đến bà con nuôi trồng thủy sản đó quý vị. Được biết cái cá tiêu hồng của mình bán tại chợ đầu mối Hóc Môn, một cá lóc, cá rô, cá trê đó, bà con nuôi bà con biết được cái giá tại chợ đầu mối Hóc Môn bán ra vào thời điểm này bao nhiêu tiền một ký nha quý vị. À, chị em tiểu thương với những người tiêu dùng á, có mua cá thì tại chợ đầu mối Hóc Môn á thì mình thấy là chỗ này là bán là lớn nhất đó quý vị. Rồi theo yêu cầu cũng có nhiều người nấu cơm cho công ty xí nghiệp cần quá đơn đỏ đó, giấy an toàn vệ sinh thực phẩm thì lại đây có đầy đủ hết nha quý vị. Cái đó là ông chủ ông chia sẻ đó là chính xác luôn á, khỏi cần hỏi lại. Rồi hết rồi quý vị, có mấy loại đó à, cá biển, cá mó, cá hường, cá tráo, cá ngừ, cá đồng thì có trạch quế, lương, ếch, cá lóc đồng, cá điêu hồng, cá rô, cá trê, chảy tôm. Gặp nhật cái tình hình giá cả cho bà con được biết. Cá ba sa này là 37-38.000 một ký. Tiếp á, tiếp tới, tiếp tới, tiếp tới. Cao. Đỡ này làm như cánh cá đục phải không? Không. Cái đục này nhiêu ký? 55.000 ký quý vị, cái đục.
hai loại nột, một loại 55, loại 40. Thì giá tham khảo vậy. Cá đồng 50. Cái đầu cá này nhiêu ạ? Đầu cá này 50 nè. Đầu cá hồi 50. Vậy chứ mà ba cái đầu vậy là 1 kg thôi, hai cái đầu 1 kg hả? Cái này ba cái này. Ba cái. Bữa 50-55 ngàn thì hai cái này. Hôm nay với ba cái. Này nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn bán 50 ngàn. Lúc ngoài ta làm rồi cái đầu mình mua cái đầu về mình ăn. Mình ăn đầu. Má này 45. Bạc má 45. Cá bạc má tươi rối luôn cái gì? 45 ngàn. Cá tráo 40. Cá tráo 40 ngàn. Ở đây thấy mình bán, thấy anh bán lương mạnh. Lương này 100-101 một ký. Cá lóc này cũng rẻ. Cá lóc 50-55 tùy loại. Đây là đường số 4 nha quý vị. 3 giờ. 40 hả? À cái loại kia mới mắc phải không? Loại nhỏ nè. À cái 50, cái này 42 con ký. À cái này là đi câu nè, cái nào có đem về bỏ vô cái vỏ câu ấy, nói là tôi đi câu được nè bà, ngon luôn. Cái chóc luôn. 40 ngàn một ký à. Cái thùng lại đây á, bắt quay cả bỏ vô đó, má giờ. Dạ đưa cho vợ. Này đúng đúng y luôn rồi. Đúng rồi, karaoke hả? Này đúng cá câu luôn à, nửa ký ngon. Chợ giờ đông đông người rồi, mình phải dọt cái để cho khách hàng lại mua hàng có chỗ để xe. Nếu quý khách hàng, quý khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả, hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.